Người ta nói ở mỗi tỉnh thành thì chúng ta đều có những cái tên làm mưa làm gió tại đó. Các bác biết Đồng Nai là gì không? Ở Bình Thuận vừa rồi là công ty nào không? Họ chỉ hoạt động ở trong cái địa phương của mình thôi, nhưng họ thao túng là điển hình của những cái lợi ích nhóm. Thông qua đó hết. Ở Lào Cai của tôi thì chỉ cần nhắc đến cái tên Tuấn Vịnh